bộ khám phá xin kính chào tất cả khán giả thân yêu. Đầu tiên cho mình hỏi rằng bạn đã bao giờ nghĩ may mắn là gì chưa? Phải chăng may mắn có phải là tình cờ trúng được một giải thưởng xổ số? Hay liệu rằng may mắn trong mắt bạn là nhận được một cục tiền khi vô tình bước đi trên đường? Nếu như bạn đã từng trải qua những tình huống như vậy và cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng mình là một người may mắn, vậy thì hãy xem ngay những người được ví như con cưng của Thượng Đế trong video ngày hôm nay. Chúng mình đã tổng hợp 20 tình huống may mắn kỳ diệu mà khoa học đã từ chối giải thích nhé. Nhưng trước khi bắt đầu, đừng quên like và share video này, đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ ST Top 1 khám phá. Bây giờ, hãy bắt đầu ngay thôi nào! Đầu tiên, mái nhà. Phải nói rằng đây chính là đỉnh cao của sự may mắn khi anh ấy đang ngồi trên nóc để sửa mái nhà. Ai ngờ cả mái sụp đổ, chỉ còn cái cột vẫn đứng nguyên và anh ấy vẫn đang đứng hình ngồi trên cái cột ấy. Thứ hai, xe tải. Camera đã ghi lại một tình huống thót tim tại một vỉa hè. Khi anh chàng thanh niên đang ngồi trên xe máy tại vỉa hè thì bất ngờ chiếc ô tô tải lao thẳng vào người anh. Thế nhưng nhờ có những phản ứng cực nhanh cùng với may mắn, anh đã thoát chết chỉ trong gang tấc. Thứ ba, ngã ba. Có lẽ nói anh chàng này chính là con cưng của Thượng Đế quả không qua chút nào. Khi mà bất ngờ một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào anh ấy khi đang dừng đèn đỏ tại ngã ba. Thế nhưng anh lại thoát nạn một cách thần kỳ. Thứ tư, trượt chân. Trên tầng thượng một tòa nhà, cô gái bất ngờ trượt chân lao xuống đất. Ai ngờ mẹ cô ấy bất ngờ túm được chân cô ấy và hô hoán mọi người cùng kéo cô ấy lên. Phải chăng thần chết đã ngủ quên trong giây phút sinh tử này? Thứ năm, hồn nhiên. Đang ngồi hồn nhiên uống cà phê, bất ngờ cây cảnh cổ thụ bên cạnh bật gốc đổ xuống. Thật may mắn, anh nghiêng người thoát nạn. Câu nói cứ hồn nhiên đi, đời ta sẽ bình yên, quả đúng trong trường hợp này. Thứ 6, tấm bê tông. Có những sự may mắn mà chẳng ai nghĩ lại tình cờ đến như vậy. Như cô gái này đây, chỉ chậm một bước chân thôi là cô đã về chầu với Diêm Vương rồi. Thứ 7, trượt ba tanh. Định thể hiện khả năng trượt ba tanh, anh chàng này trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống nước. Nhưng với kỹ năng và may mắn của mình, anh đã dừng đúng thời điểm và nhảy lên bờ thành công. Thứ 8, đi xe đạp. Đang bon bon đạp xe trên đường, bất ngờ chiếc ô tô trước mặt đánh lái lao vào anh ấy. Nhưng với phản ứng rất nhanh và cực kỳ may mắn mà anh chàng đã kịp thời thoát nạn ngay trước mũi ô tô chỉ trong một tích tắc. Thứ 9, bắt cá. Nếu bạn đang bi quan về cuộc sống đen đủi của mình thì hãy tự tin đấy nhé, vì sẽ có một ngày may mắn sẽ mỉm cười với bạn một cách không ngờ nhất như anh chàng này đây. Đi chưa kịp bắt cá, ai ngờ lại có một chú cá nhảy luôn vào giỏ như thế này cơ chứ. Thứ 10, trùng hợp. Đôi khi trong cuộc sống có những sự trùng hợp đến kỳ lạ, như chiếc đồng hồ này tưởng là rơi rồi, vậy mà anh ấy lại đỡ được trong sự ngỡ ngàng. Theo bạn đây là do kỹ năng hay là do may mắn? 11, cần cầu. Đang đứng bên ngoài công trình xây dựng, bất ngờ chiếc móc cần bật tung ra bắn vào người anh ấy và chiếc ô tô. Thế nhưng có lẽ thần chết đã ngủ quên trong giây phút sinh tử này. Chiếc móc chưa qua anh ấy và ô tô chỉ cách chưa đầy 3 cm. 12. Bóng rổ. Đôi khi có những sự may mắn trùng hợp không thể ngờ khi xảy ra tại cùng một địa điểm và tại cùng một thời điểm như hai quả bóng rổ này đây. Bạn có tin vào định mệnh không? Ngồi trên tầng 3 ném chai nước, ai ngờ rơi trúng luôn vào thùng rác,
khi cô lao công đang cầm đi tới. Theo bạn, đây là sự trùng hợp triệu năm mới có một lần hay là sự sắp đặt của thế giới tâm linh? 14. Nổ lốp. Một tình huống may mắn không tưởng, khi bác trai đang sửa lốp thì bất ngờ chiếc lốp nổ tung và bắn lên trời. Ông bác đã kịp thời chạy thoát. Theo bạn, chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chiếc lốp bắn thẳng luôn vào người bác ấy? 15. Câu cá. Đang ngồi thuyền câu cá với bạn trên biển, bất ngờ sét đánh xuống sát người anh ấy. Nhưng thật may mắn, anh ấy thoát chết trong gang tấc. Thiên lôi thôi, chứ thần chết ngủ quên rồi bạn nhỉ. 16. Mở cổng. Đang loay hoay gỡ chốt để mở cổng, cô nàng vừa bước sang bên thì bất ngờ cánh cổng đổ luôn phía sau. Bạn nghĩ sao về tình huống may mắn này? 17. Đánh bia. Camera tại một cửa hàng bia. Khi mà anh chàng chỉ cần một cú đánh thôi mà ăn luôn cả bàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 18. Đóng cọc. Đang cầm búa đóng cọc, bất ngờ anh ấy trượt tay búa lao vào đầu anh bạn. Thế nhưng có lẽ thần may mắn mỉm cười kịp lúc, khiến chiếc búa chỉ sượt qua đầu anh ấy mà thôi. 19. Cây đổ. Đang đi đổ rác bất ngờ, cây cổ thụ đằng sau bật gốc đổ xuống vào người cô ấy. Nhưng may mắn thần kỳ, cô ấy chạy thoát trong gang tấc. 10. Bóng rổ. Camera ghi lại được một pha ném bóng vào rổ may mắn đến khó tin. Không phải một lần mà đến tận 2 lần. Bạn có tin là may mắn hay do tài năng của cậu bé đáng yêu này? 10. Mình mong các bạn hãy có niềm tin vào cuộc sống. Dù bạn đang ở trong tình trạng bi đát như thế nào, bạn hãy tin rằng chỉ cần có niềm tin, may mắn sẽ mỉm cười với bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến giây phút cuối cùng. Đừng quên đăng ký bật chuông thông báo của bạn để xem nhiều video tuyệt vời hơn từ chúng mình nhé. Bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.